Die Gardi gut. Die Gardi phi đi gut, die Gardi phi đi gut. Phiên hay hơn. Say yeah. Love you. The fuck? Tao lấy chim. Tao lấy chim hả? This is solo si what hả? This solo si what đúng không? Tôi đang lấy chim nè. Tôi đang like nè.
Cục xúc hả? Cục xúc hả? À, vlog. Giờ nhiều đứa nó làm vlog đó. Có đứa nó chạy xe xe gáp nó cũng làm vlog. Nãy giờ sao thì có tiếng nhảy nó nghe cái bụp 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 là sao ta? Ê quá gì ông thử nhảy lên cá nghe tiếng bụp bụp không? Giống như tôi nghĩ cái bát bát nó lòng thòng nó nghe lên bụp 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 khó chịu vậy ta. Má kiểu như cái dây bát bát hơi cao nó lòng thòng xuống cái đít. Trên đầu đến giờ nghe cái bụp 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 khó chịu quá.
Ghê à, bắn ghê ha. Tại vô làm anh hùng hiểu không? Tại đến ký cái highlight. Đúng rồi đó, tim không có tương tác vậy à. Giờ đã đổi lại rồi, lượm thính được cũng là hay lắm à, hên lắm luôn á. Tại giờ như là một map nó chỉ còn có ba thính, ba súng à. Nó không có đại trà như hồi trước. Giờ lụm là may mắn. Ý quên, what the fuck, mới thấy đây mà. Có, anh đang có một cái nè. Hết hồn. Được chơi chưa? Được chơi chưa? Ok. Vì không ai chơi với tôi bán mình chứ sao giờ không hỏi. Thôi, Super C tôi không chơi đâu ơi. Cũng Super C. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó tắt rồi, nó tắt. Không có, không có. Bây giờ nó không hiện nữa. Ừ. Giờ được. Nhưng mà không hiện nữa, nhưng phải chờ. Đúng không? Chờ thính rớt chứ sao? Nó không còn hiện trên minimap nữa. Để chi không? Để khi mình bắn, tụi nó không biết ở đâu. Để nó kế.
Ờ cái kia thì giống như là gọi hỏi tới gọi bạn tới chơi không, còn này không có. Ôi bác không trúng viên nào luôn á. The fuck. Fucking hell man. Ủa? Sao gao đen thui, sao gao đen thui rồi lóc được ạc rồi mà sao kêu không chơi game được? Âm mưu gì đó. Là bắn hay ấy, kiểu là người ta tương tác với lại viewer. Nghe không? Ừ. Trời, thi nhảy quá nhi. Quá nhi có view ở luôn á. Có họ, có fan club luôn á. Đúng rồi. Giờ chỉ còn một thôi. Bây giờ duo với lại squad là còn một thôi. Giờ duo squad là như nhau hết, một hết. Trên YouTube áo lộn trên Facebook á, nó có in cái clip á, hai thanh niên chở tới ăn cắp cái thùng rác. Kế bên thùng rác là chiếc xe SH. Lô lô lô. Lô lô. Lô lô lô. Má này vô cái nhà không có súng mà.
Có luôn. Duy đang chơi đó. Nãy tôi nói đó, thấy lót mặt cho được mà đang chơi. Cái đồng giảm thanh của súng lục gắn được cho kia luôn mà. Mày bắn bố này, mẹ mày. Nope. Hello. Later.
Chưa, tôi đang trong game. Ông đợi tôi hả? Ông đợi tôi hả? Sớm nói sớm. Có nghe đâu. Mười đồng. Cái đó đâu tặng được đâu. The fuck, cái nó cay ass mình luôn rồi. The fuck, three bullet. Điệt con mẹ, cái thằng này nó hên gì đâu luôn nha. Má bắn bài gì không chết. Đau thiệt chứ. Cái thằng đó tôi bắn SKS 3 gì không chết, giờ nó báo tôi lại. Ê. Đi xuống đồng dưới đi. Human SWAT bắn không lại đâu. Sao không được? Tôi sao không được? 2 bắn 4 bắn không lại. 2 bắn 3 bắn lại, 2 bắn 4 bắn không lại đâu. À, cái thằng nãy tôi bắn 3 viên SKS luôn mà không chết. Nhìn lại nó mặc giáp 3. Em đi giỡn thôi mà anh hiểu cũng thiệt. Xong bị nó báo lại luôn.
lại đâu. Làm gì mệt. Không biết thưởng thức gì hết. Tao chơi dưới rồi, mày có anh dưới thằng cao à. Chơi. Đâu có gì. Giải ao làng. giải NA ao làng hả? Đi đấu bắn giải ao làng. Lấy tiền về. Không biết đủ tiền cho mua gói thuốc không? Ấy lộn, đủ khô bò không? Khô gà không? Mắc hả men? Ôi ơi, mình có. Nhảy bên kia. Nhảy chung với tôi nè. Xuống đây, xuống đây. Chết mẹ, súng xa vậy? Chết tôi rồi. Má nè, lụm cái súng xa vỡ cái nồi luôn. Hai thằng luôn ông ơi. Trước mặt tôi nè. Giết rồi, tôi giết một rồi. Nè bắn đùa. Bắn không? Bắn. Tôi thấy nó bắn không mất máu là tôi biết nó muốn giết ông rồi. Má, tôi nhắn lại nhanh hơn nó đó. Mà cái súng nó xa cái tầm, phải vòng một vòng qua bên kia. Đồ, nếu mà Khao chạy tới tôi, đừng quay nhìn, đừng quay lại nhìn nó, chạy thẳng tới luôn, còn quay lại nhìn nó làm gì nữa. Xấu thiệt chứ. Rồi, giờ vô chưa? Game đang load. Chơi một hai game đi ngủ phải làm. Mà update patch mới xong cũng đéo thấy khá hơn tiếng nào. Update xong thấy bình thường. Vẫn lắc như xưa. Vẫn như cái lòng. Ngủ đây hay về. Trời, giờ này còn về gì nữa. Bây giờ thứ bảy muốn đi chỗ nước nóng rồi. Em biết đâu. Em muốn đi thì anh chở em đi thôi. Xuống dưới cùng tiếng mấy á. Tiếng 1 phút là anh chạy lẹ.
bình tĩnh đi. 50 đồng hả? Xe mới đổ xăng luôn. Hết 55 đồng. Ai biết, em muốn đi thì để em đi cho biết. Giờ có bia uống khó xảy luôn rồi. Thôi làm biến. Giờ chiều ghé chợ mua kết thành 4. Hả? Hết rồi, còn mấy chai uống hết rồi. Hôm qua uống chai, nãy uống 2 chai á. Chiều về em uống, đúng không? Rồi sao con chim ăn uống chai vô đây chơi game đúng không? Khao giờ bữa qua bên quán Nhiên chơi Khao. Em cưới Linh Linh đó hả? Ừ, đi qua đánh chơi. Đâu có mời tôi đâu, tôi đi. Cái gì? Đâu có mời tôi đâu, tôi đi. Gặp quán Nhi thôi. Duyên tiện đám cưới người ta kêu qua gặp quán Nhi. Đi. Đám cưới người ta kêu qua gặp quán Nhi. Thì trong nhóm nó chỉ mời tôi với thằng Tèo là tại nó xưa nó bắn game nhiều lắm, liên viên á. Ừ. Mà sau này nó chơi Mabit á, chứ xưa chơi nhiều lắm. Sao đi? Mà đâu có mời tôi đâu, mà sao tôi đi chứ sao được. Để đi kêu Liên Liên mời không? Con tìm tanh móc trùng. Mời Vũng. Xong rồi anh em qua bánh chơi. Đi thứ sáu đi, thứ chủ nhật về. Ừ, nhưng mà nó mời, nó phải mời tôi chứ, tao đâu đi, tự nhiên tao đâu mời mà mình tới, kỳ mà. Ê mà như bên Khao bay qua bển gần phải không? Mình xỉu quá à. Ừ, Atlanta qua bên tới New Jersey, sát bên mà. Mình xỉu à. Tim á, nó bắn qua kìa. Má mày này khùng chứ. Lụm súng đi bắn qua đây, mày qua đây. Kho bên kia. Qua giờ á. Chưa qua rồi, chưa qua rồi. Ê, nó thồn. Trong kho, cỡ ngồi trong kho nè. Đóng. Trời ơi, what the fuck, bắn gì hụt không vậy? Tại phải con nè. Tại bọc phải nè. Nó vô nè, nó vô cứu bộ đó nè. Bể đầu đó nè. Một thằng qua cứu bộ. Nóc 2, nóc 2, nóc 2. Nóc 3, nóc 3, nóc 3. Chết luôn à? Chết rồi. Tao bắn ảo quá. Cười tụi nó. Nó làm 2 cây lên 2 cây Ironside như chim. Nó cười đó. Đặt quên với anh. Đấy, bắn ghê chưa? Ừ. Tới ngoài phía trên, dở đi. Ừ. Tụi nóc 2 nha. Tụi bắn cái kia ghê hơn nữa, không biết đâu. Bắt 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 chúng. Lụ đè, thôi vô Khao nè, Khao có tim á. Bây giờ nhảy nghe bịch 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 khó chịu dễ sợ ta. Mới đợi lại.
Dưỡng cái bắt bát á, cái ba lô á, dạng như ba lô lòng thòng dưới đít á, nhảy nó nghe bịch 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 bịch. Đó là giống thiệt mà. Lâu lâu nghe lan can nữa chứ đồ. Nhiều tiếng lắc khóa vậy. Ê, hình như tụi nó ra hay gì á. Trời 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 trời, nó tiện nghe tôi nghe tiếng chân thôi, giống như có người bay ra đây vậy. Tiếng chân của ông á. Ok, càng vô nha. Vô tôi đánh đường biển vô. Đánh đường biển hay chết lắm, mà chết khó cứu. Chụp đấy. Kiếm cái giáp nữa. Ủa sao có mình tôi vô vậy? Giáp giáp đang kiếm giáp. Nhờ vô nè. Là thấy một team nhảy đây hay sao? Ừ, một team nhảy đây. Tụi nó làm gì bây giờ lại chưa ra nữa ta? Đúng bốn thằng luôn. Lút kỹ không? Nghe tiếng chân nha. Tiếng chân gần tôi nha. Nghe rồi. Đúng rồi. Tôi mới mở cửa vô nhà gần nhà tôi này. Dưới chân tôi có thằng nè. Trong nhà tôi luôn. Màu nóng. Trong nhà tôi luôn. Chết rồi, nóc thằng rồi. Còn không? Còn. Chưa, không biết còn nha. Còn. Này. Hả luôn không? Hả rồi. Nó thì bắn cắt quá vậy. Có gì lụm không? Có lụm rồi. Có đạn không? Có đạn không? Có gì nữa không? Để có này. Có đứa nào có tay cầm không? Có, nó có tay cầm, có thử coi bắn được tay cầm này không? Có chiếc pad luôn rồi. Chiếc pad tôi có rồi. Ờ, tay cầm này được. Ok. Thôi không mấy rút rồi, có hai cục máu. Bốn thì rút rồi. Tại đâu của tôi cũng có hai cục máu mà dưới nó rút nhà chị. Có 6 cục nhưng mà có chiếc mô tô ở ngoài đây nè, để chạy coi có xe 4 chỗ. Ba ba bốn thằng. Lút chậm quá. Ừ, tụi nó lút chậm ghê luôn, ba bốn thằng luôn. Lút kỹ quá. Có 6 cục máu nha. Ừ, tôi có 4 cục à, dư rồi. Ờ, phía dưới nó lút hết rồi. Phía dưới hướng tôi nè, nó lút hết rồi. Nó đi bên hướng này qua nè. Tụi nó lút hơi dở, đúng là chia ra hay hơn. Còn nước mà tụi lụm nước tụi uống đầy đi vô bò luôn. Cái gì đây? À, có hai team đây lượng ông ơi, để có hai cái xác này nữa nè. Có hai team đây lượng. Hai team mà lút vậy. Không có xe ta, đậu mà. Được, chạy vô được. Chạy đi. Chạy vòng rồi mấy bồ ơi. Vô ông chở ông Nghi đi. Thôi được, đi. 1 phút đó nha, không có gần đâu. Bấm M lên đi, không có gần đâu. Oh shit, ngon, bò này ngon á. Tôi nghĩ chắc mình xuống ngay đây nè. Trời
xuống đó luôn. Có xe. Dạ ông quay lại đón. Đi cho rước khai cho, đi cho rước khai cho biết không? Cái xe đó lỡ. Đi cho rước khai cho. Xe đó trẻ được chứ trẻ. Dốt vô cái cầm BR nha. Ồ, ngon. Ủa, đưa cái nào làm gì sao xuống xe nghe đó vậy? Bơm máu à? Bơm máu. Chiếc xe ờ quên. Cái chỗ nghi chấm hình như có người nữa. Bắn lộn ở gần gần đó này. Đó, tiếng súng rồi. Vai cần số 3 không? Không. Đó, số 4 rồi. Chỉ chắc tụi nó bắn trong vòng rồi. Tụi nó không có ngoài đây đâu sao? Cái nó tệ chứ không có nào bắn đất tóc nữa mà. Tệ quá. À, có 6 cục máu nha, 2 cầm nha. Tôi có 3 cục rồi. Tôi đủ rồi. Càng đi bo càng vô trong kia. Đây bên đường có người, ngay đây nè. Rồi kìa. Hướng 125 thấy tôi rồi đó. Tụi đó là tụi bắn lộn này chắc. Đúng rồi đó. Nó chưa thấy tôi nha, Nó đi hướng lên đồi banana hả hay sao? Ờ đúng rồi, nó hướng lên đồi banana quá. Được rồi, chuẩn bị bắn. Đúng rồi. Trên đồi banana luôn. Trên đỉnh luôn, thấy là trên đỉnh luôn á. Ê, nó thấy tôi rồi. Càng lên đỉnh đi. Chết về bên trái xíu. Nhiều khi đạn random á, đạn lạc á. Có khói nha, có khói dưới đây nha. Kìa. Có tiệm nào dưới banana bắn lên nữa kìa. Trước mặt tôi nè, hai thằng rồi. Thấy rồi. Bơm máu. Ở dưới bắn lên, nha, ba thằng lên nha, chứ mấy hai không. Ê, tao không gạt chân mày nha, mày gạt chân tao đi á. Cứ từ từ bắn, từ từ bắn, tôi núp rồi. Ê, hình như ai mấy chỗ đạn chết hay gì phải không? Đạn
lại bắn đủ. Cứu được sao. Ủa tưởng sao? Trời ơi. Ôi trời, nó núp ngay đó hả? Má đi qua nó mà không thấy ta. Đúng rồi, đó. Đầu nó bắn thằng dưới rồi, hai tên bắn mình luôn. Chết. Một tên trong nhà nữa. Cái tên ở dưới nhà bắn lên. Cái thằng dưới nhà mà nó bắn VSS lên mà bởi vì nghe chiếu mà không biết nó bắn đâu. Dạ hả? Ok. Ừ, nghe bởi vì tôi mới chạy một vòng á. Chứ không là nhà tôi cố không liền. Nghe đồ hả, đạn thổi qua tai rồi chiếu. Nghe là biết VSS rồi. Nghi đâu rồi, nghi vô lại chưa? Chưa AFK rồi. AFK. Nhảy cuối map luôn đi. Đúng như đâu có ai đâu. Đội tôi có 3 thằng AFK. Để coi nó phóng đâu thì giết tụi nó. Coi chừng nó làm bộ AFK đó, lượm cái súng đi giết. Rồi đi lượm súng chứ. Lỡ tỉnh dậy rồi 3 thằng đấm một không? Ừ, lỡ nó làm bộ AFK rồi mới đấm xoáy 3 cái vô người. Chính. Xài đạn khác rồi. Mấy tay là đạn chính. Bắn nó đầm không?
cái tờ đó giờ vẫn vậy mà, DPS cao mà bắn vẫn ngon bình thường, cự ly gần là nuốt hết. Ngủ hả? Vừa vừa có ai nó về rồi. Ủa, sao cho vừa trễ vậy? Ai biết, muốn về sao về. Không mới lại hả? Sợ bị phịch hả? Sợ tối nay bị phịch hay sao mà lại đòi về? Tôi không về, ngày mai nó bị trễ tội nghiệp. Nó về sớm tội nghiệp đó, tại mai tôi đi làm mà, sáng tôi làm sớm mà nó phải về sớm. Dậy theo luôn á, để về. Thì cũng 10 giờ rưỡi cái 11 giờ hả? Sắp 11 giờ rồi. Về trễ. Ừ, thì đó phải để nói cho về trễ quá. Gần hả? Không đến nổi. Ê mà sao thấy bạn gái ông có vẻ khó nhỉ? Không cho ông chơi game à? Tôi chơi nhiều quá. Bỏ bê nữa hả? Ừ, chơi nhiều quá bỏ bê. Bữa viết ra nguyên cái list đủ. Sai lỗi gì Fuck. Thiệt luôn. cha tấn tôi. Khao với Hèn. tấn móc bắn lậu quay sẹo. Hèn chi hôm bữa ông nói ông thấy chán chán là tôi nghi là có chuyện gì. Có lên khao bắn lậu chơi không? Trời, muốn lên lên. Khao muốn vô thì lấy xe chạy lại. Đợi, chạy qua đây nè, cái nhà này trống nè, đang bắn lộn Khao. Vợ tôi lâu lâu nó cũng nhằn nhằn bá vụ này mà tôi nói cho nó rõ là nó hết nhằn. Nhằn hả? Nhằn là không chịch luôn chứ nhằn. Tại tôi nói rõ này là cái công việc mà nên nó cũng hiểu. Mà tôi phải stream muộn tại vì chờ nó ngủ à. Bây giờ mình nếu mình lên Cái này sao không không để leo duo. lề đu ổ hả? Không. Tôi có được. Actually, đứng đây chơi đi. Chờ dòng vô bắn cái thính. Có súng thính à? Có. Ok. Out. Thì có súng thính hả? Ừ, có súng thính. Dòng chạm ra bắn. Rồi, bây giờ lên đây mình nhớ ngó tụi sao hay sao? Súng thính giờ là ai lượm được là hên lắm luôn á. Ủa sao giờ nó giảm lại hả? Giờ một map còn có 3 cây à. Chưa biết có trong vòng tôi biết mà một map giờ có 3 cây thôi mà bây giờ ông bán nó không có hiện cái hình lên minimap đâu nha. nên vậy chứ má hiện lên đi chơi phục kích rồi. Tức là nó giảm xuống rồi, nó giảm xuống còn một cái à, Ừ, một set rồi nó không còn như ấy nữa. Giờ duo với lại swat là còn đúng một set thôi. gì vậy Trung tính á. Bắn đi vô trong luôn chứ giờ sao? Thì thôi lát nó vô lại giờ. Đứng đây luôn, đứng đây chờ tụi sao luôn. Tụi nó cũng không biết đâu.
giờ nó chờ máy ra chứ còn. Mấy trên này máy bay ba không tới á, nên cũng vắng lắm. Để chạy lên đồi coi tụi gì đó. Máy bay tới kìa. Thả rồi đó. Chừng mới nói. Chừng tụi gì ra. Trong ba đại sẽ. Mà sao nó không tăng cái thời, nó không có rút ngắn thời gian drop cái thính ha. Nó thính này rất lâu bà cố. Ờ, nó rất lâu hơn thính bình thường á, thính bình thường rất lẻ hơn á. Nó là trong súng thính là tôi chỉ thích chơi A-Dub thôi, chứ còn mấy cái súng là EUG, rồi EUG, rồi M249, rồi cái kia. Cái cô già, ấy là cái MK14 mạnh lắm á, đừng đùa. Ồ, trong kho kia có người nè, trong kho là tôi nhìn thấy người trong đây nè, chỗ trắng của tôi á. Ừ. Rớt rồi, rớt rồi. Tôi có sẵn cái giáp 3 nè, ai tới lượng giáp 3. Nghĩ lấy đi. Có cấp 4 thì cho tôi thôi. Ờ, cần đón cái nón nữa. Nón 2, nón 2. Có ai có nón 2 không? Này, nón 2 này nè. Nón 2 này có nè. Cây rồi. Có đuôi nha. Không. Tôi đủ chơi rồi, tôi đủ chơi. Ui, nhảy nhảy nghe bịch 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 khó chịu gì đâu. Tại sao có ke tụi này không? Ke chứ. Đó. Bán không à? Thôi đâu bán được đâu. Nó bán nào mới nóc kìa. Cái sọt luôn. Gần nha, gần đó cái làm thâu gần. Cái nhà bên đường á, cái nhà bên đường đối diện kho. Ôi, sao có cái chấm đỏ ngay đó vậy? Chưa thấy nha. Nóc thêm thằng nữa rồi kìa. Thấy rồi, thấy trước mặt tôi luôn nè. Ok, tôi thấy thằng ca là thấy thằng ca. Chờ chờ chờ, nó đang cứu ấy. Tôi đang chờ nó cứu thằng kia. Ai viên rồi má. Hay khói á. Má bị bắn rồi, sao ơi.
khói cứu nha. Bắn hai viên cũng bị à. Cái cây súng này bắn yếu quá. Khỏi cái tắc lẹm á. Hình như nó bắn trong nhà. Sao? Trên đồi hướng S á, hướng S á. Tụi nó chạy về hướng này nè, nãy. Trên đồi hướng S á. Nó lên đồi hướng S rồi, mình phải băng qua đường rồi. Trời, hai thính luôn kìa. Nó còn chỉnh kìa. Lên không? Lên. Trong bo mà, chơi hết. Xong rồi, nó lê xong tim rồi đó. Chưa. Gần lắm nè. Trước mặt tôi nè. Thấy rồi, trước mặt. Chưa, nó chưa đi lại, chưa đứng lại. Cục đá đó, thấy không? Tôi đang nhắm hàng màu xanh nè. Mất dấu màu xanh nè. Khảo đang lên kìa này coi. Thấy xác nhưng mà không thấy người. Tôi đang nói thằng ở Sinh Dương nó mất dấu nó rồi. Nãy nó ngay cục đá trước mặt Khao. Ở xuống khu nhà, nó xuống khu nhà là Khao rồi. Nó khu nhà dưới sao. Khu nhà ngoài bo nha, khu nhà đó ngoài bo nha. Kìa đây tôi thấy rồi, thấy rồi. Một hàng bên trái, một hàng tay trái, một hàng tay phải, một hàng ra khỏi khu nhà. Coi chừng. Tôi đang coi hàng màu xanh đó, cái hàng màu xanh. Trời ơi, hụt. Vô nhà dài rồi. Vô nhà dài trước mặt á. Mấy này vô bo không được đâu. Ôi. Chạy lên khu đá bên kia. Chết. Hay. Trong nhà dài, cẩn thận. Nhà vẫn còn nhà. Trong nhà dài phía này đằng kia nè, nhà dài này nè. Nhà dài bên đường á. Ừ, nhà bên đường á, đúng rồi đó. Nó phải ra nè. Ra kìa. Nó chết luôn. Bo 4 hả? Bo chậm, hướng mình bo chậm. Có thằng ở đây nè, nãy nó bò ở đây à. Ngay cục đá trước mặt luôn, trước mặt danh luôn. Vừa trái chút xíu. Ờ, ok. Còn em 7 không? Có 2, hay quá. Không có đàn 7, ấy. Đấy. Cái súng này tát mấy gì mới gục. Hướng này nãy cũng có người bắn đấy. Bên ở đây có người. Ừ, con này trong pha đai đai chứ không. Lô thần. Lô thần. Ừ. Còn ấy thiếu người. Ồ,
Thôi bây giờ tôi nghĩ là cho Ly đi, cho Ly đi rẻ đi, đi 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 lẻ đi, tại Ly nó mặc đồ đồ cỏ mà mình đi theo lộ Ly, lộ Ly đèo á. Về vô nhà xong mình lấy cái nhà này luôn, mình tôm bo luôn. Vô nhà thấy đang bẫy nữa. À, cô này thấy ghê quá. Có đang bẫy trong nhà mà. Quá trời luôn, là Ly, vô đây là Ly. Ê, cái tiếng chuông nó làm lát hồi tôi buồn ngủ thiệt đó nha. Tiếng ru nít ngủ á. Ông có dư hả hay là ông cần? Tôi cũng có, tôi cũng đang cần cái. Bỏ mình tiếp á. Lên núi đi. Mình bắn đạn 7 nhưng mà không đủ súng, không đủ đạn thôi, đủ có toán đạn 5 lại. Cánh trái nha, cánh trái của hướng Paradise nha. Bên đây có người rồi, bên đây có người. Hướng Paradise á. Gần lắm nha. Tính super xa, nghe rõ. Trái thấy gì không này? Chưa, má chưa lên đồi nữa, má đứng dưới đồi lưng chừng đồi ghê lắm. Chưa thấy gì hết, tay trái không có người. Một thằng nóc. Đang qua. Đang qua nha. Cái thằng có chưa chết nữa kìa. Tôi chọn ra chết quá. Con luôn, cái thằng nó chưa chết, cái thằng tôi bắn chưa chết. Rồi chết rồi, chết rồi. Gục thằng tôi nói rồi. Hãy luôn, hay quá. Confirm thôi. Má hết hồn. Trên đời có một tên, trên đời có một tên. Sát tôi có người nha. Chết chết ai chứ là ở trên đó có người. Rồi nó nóc rồi. Cái thằng bắn nghiêng nóc rồi. Bị thằng AWM bắn. Bảy đầu rồi, AWM bảy đầu rồi. Bơm kìa. Một viên rồi đó. Tôi biết chỗ AWM rồi. Được 5 kill. Ở đây màu đó, cái chỗ đó. Cái cây
cây gần đó, cái cây gần đó luôn. Cứu e đó, đúng rồi. Bắn đi khỏi cung. Cứu được á. Không bắn. Khó lắm, khó lắm. Bị hai hướng rồi. Bên trái có người nha. Ừ. Ừ. Sao nó ke mình tôi vậy? Rồi cùng tim. Cái súng của nó lòi ra kìa. Ừ, nó đang quấn băng đít hay sao vậy ta? Hai thằng cùng team. Bởi vì tôi mới nói sao hàng đó bắn tôi á. Được 5 kill thì đỡ vả. Má hên cái cục đá nó bự. Ờ, nó quăng 2 3 trái bơm bấm trúng á. Đủ mấy cục đá nó mà si đa xíu là chết rồi. Ok, con gà nó đi ngủ rồi. Ghê không, ghê không, ghê không. Ghê không. Tiếc gì mà không sấp. Trời ơi. Mới reset mà. Họ mới reset hả? Tiếc gì mà không sấp. Không rớt hàng lại bữa được hả? Gì á? Thì UMP vậy mà. Mấy anh đấy surprise me like 2v1 but I thought they different team. But you know at the moment I think like why they are all of them like focus on me. Ừ mà first win luôn. Update xong được cái một cái chicken dinner luôn. Ủa không thèm mà không thèm thôi. Thèm thôi. Đá chim nhẹ hả? Quá Nhi nói đá chim nhẹ kìa. Gì? Quá Nhi nói đá chim nhẹ. Đá xương chim luôn cái đá chim. Ừ, thì bây giờ mới nãy tôi mới nói. Nãy tôi mới nói là đá chim nhẹ đó. Run rồi, xuống run rồi. Ồ, ba team luôn kìa. Ờ, xuống run rồi, xuống run hết rồi. Ba team chưa sao đó. Rồi, xong, có gì đi. Trong, nóc rồi. Đi bụi rồi. Nó confirm luôn rồi. Đồ mẹ. Đi bụi rồi, đi bụi. Tới nơi crash game. Buồn ghê luôn. Thế à? Crash game à? Quá yếu luôn. Quá sao trời ơi.
Từ xa. Bây giờ ai quýnh Dota nhiều hả Hoàng? Đâu đánh Dota gì? Dota chess á. À chơi Dota chess á. Xong chưa? Năm mươi chỗ dậy á. Không rồi. Qua trả thù không? Đánh phải có team mới đánh mới vui. Có. Qua trả thù nè. Ủa team good, team mấy nhỉ còn mà. Còn Khánh kìa. Còn Khánh. Good thì không thấy. Giết Khánh đưa tiền. Ồ, hôm nay viết cái gì à, game chơi. Ờ, nó nhậu rồi em. Đi vô, bắn bầu quá nhây rồi, trả thù vô quá nhây rồi. Đi vô. Đi vô rồi, người ta crash hoài kìa. Vô. Chưa thấy nè. Nó trọng á. Nó trọng á. Chàng Tèo đang đứng ngoài hả? Thấy luôn. Ủa? Ờ, hết hồn. Lên kìa. Rồi, gục rồi. Nóc rồi. Đừng confirm. Em nhớ mặt anh nha, vui danh. Anh vui danh rồi, bước lên nói chuyện. Nó chạy lên né, giờ nó thấy tụi núp nó né quần bên. Bên này. Hello. Còn good nữa. Sorry. Trên đầu. Trên cái tầng 3 á, cái tầng trên cùng á. Ủa, còn rút đây nữa. Ê, vậy còn trên lầu cẩn thận không? Ê, nó nhảy xuống rồi, rút nó nhảy xuống á. Quên nữa. Ủa, sao team Quái Nhi có 3 người hả? Ủa, mày cứu luôn. Team Quái Nhi có 3 người hả? Rồi, đây cứu chưa? Rồi, coi. Hết rồi hả? Máu giờ. Hết rồi, có 1 cục. Nó bị crash game đó, nó vô. Đó, Good nó nhảy xuống là bị bắn chết ngay đây nè. Cái xác đó là Good đó. Nhớ mặt anh nhanh của anh. Nhớ gì, anh hôm qua anh đấm mày là may lắm rồi á. Rồi anh cứ đè đập em mà vậy. Ủa? Chứ trước nóc nào qua nắm anh, đấm anh. Em xin lỗi rồi á, em giờ em có vậy nữa đâu. Chơi chơi đấm xoáy là không được rồi. Ờ quên. Stock á em, stock á. Stock cái đuôi của M4 á. Ờ. Nó búp cho K16. Nó tốt, nó bắn là tốt lắm. Bắn bóc á, bắn xa đó, bắn DMR á. Thử súng nhá. M4 là bắn AK đây. Cũng giật như thế. Thôi bắn AK, bắn M4. Ngay, bắn AK không? Có rồi. Okay. Ủa bắn M4 hả? Ừ. Nè. Ủa. Ủa nhầm. Quýt. Sao cái gì đó. Nhầm. Chất thai. Có ai cần em đang bẫy không? Cần quăng á. Không. Mở lũ rồi.
Nhiều quá. À. Đâm máu luôn. Mình tự bo luôn, có gì đâu. Không có được giáp 2 thôi. Giáp 2 bên này. Ủa không phải giáp 1 chứ quên lộn. Giáp 2 mới dọc trên sông thẳng mà. Ai quăng bơm vậy? Không, không phải mình, không phải team mình. Tôi quăng. Phá chiếc xe. Khai là dầu à. Phá chiếc xe. Vô bay nam chơi nè, chắc chắn. Ý, này từ từ nha. Cái này có khi nào nó bay bên kia qua ta, nó đi xe qua ta. Nếu nó đi này qua rồi. Đó đi đó qua. Đi thường nào? Đi cầu nhỏ hay cầu lớn? Ừ, cầu nhỏ. Tôi nghĩ đi cầu nhỏ. Giáp hai chỗ này nha anh. Đó, anh có rồi coi. Có không xây rồi nha. Đi cho em không ai cần. Đi cầu nhỏ. Rồi, anh nghe hồi anh muốn buồn ngủ luôn á. Mà giống như thôi miên. Một cái video 9 tiếng đồng hồ mà mở hả, mở iPad mà cắm hả, cắm sẵn dây điện rồi hả, để hoài luôn. Sao em thấy mình để gì ngủ không được. Mẹ, cái tiếng này mỗi lần nhảy lên giống như cảm giác như là đều bị cái ba lô đập vô đích vậy. Ừ đúng rồi đó, cái tiếng ba lô á. Rồi mới kiểu như cái dây ba lô lỏng á, lòng thòng dưới đích nó nhảy lên. Làm giống thiệt, khó quá. Mà, dễ vậy sao? Hơi khó chịu lúc đầu á, từ từ sẽ quen nhưng mà hơi khó chịu chút. Không thấy ai qua rồi. Ừ. Có người đang chuẩn bị qua, nó tới kho rồi, nó tới ngay kho rồi đó. Rồi là thấy rồi. Đang qua một thằng rồi. Hai thằng tổng cộng, một thằng qua cầu trước rồi. Hai thằng qua cầu luôn rồi, bắn đi. Xuống sông hết rồi. Có lựu đạn không Nghi? Nó bơm máu á. Bơm tới Nghi ơi. Chân trái Nghi ơi. Không. À, lầm dùm hay có cần có cần. Bảy cục nữa. Ok, lại cho thành 2 cục. Con nào có gì để nghe cái đó nè. Gốc cây nha. Đây, gốc cây nha. Coi, coi xác nè. Chết rồi. Lúc đầu mẹ có một thằng chợ ở đây, thằng này lẻ chắc luôn. Nó đâu vậy trời, nó đâu vậy? Đứng mặt nè. Bên đường hả? Góc nhà bên đường hả? Tường mang đầu mấy thằng chó đó rồi á, solo chắc luôn, fuck. Trời ơi, nó nghiêng cái đầu. Knock. Solo.
Ơi, hai team hả? Win team luôn, win team luôn. Bốn thằng luôn. Tôi nóc anh thằng rồi. Nóc 2. Cái thằng giết Ly nó bèo còn. Còn gần đó đó. Chứ thằng ngoài bo nữa. Thấy ngoài bo nè. Bên trái của thằng á. Lên. Em lên đây được thằng, từ từ. Lùi lại. Bơm máu đi. Chết luôn rồi. Không muốn team khác nha. Nó bắn qua xuyên khóa được nha. Chết rồi. Mình không cần phải chạy kia nha, mình ở đây mình. Bên kia xong. Còn em quăng trái khói nữa không? Từ, anh có trái khói, anh có hai trái nào quăng cho chạy nè. Đi cầu lớn hay sao? Mình đi cầu bên đây nè. Đi cầu nhỏ hả? Vậy đi cầu lớn đúng không? Ừ. Tìm thấy trên đồi, đỉnh kia luôn á. Cha tôi còn có hai cục máu à. Tôi còn đi ơi. Tôi lượm cho, đi. Tôi lượm cho thêm. Tôi có 7 cục với cái magic. Má nó chạy kìa. Chạy song song với mình hả? Nó chạy song trên đồi á. Bên đầu bên đây bên sông á. Tôi không thấy ta. Thành qua bên Binance Thành ơi, đừng qua cầu lớn này nè. Đâm thẳng qua Binance luôn em. Tôi thấy nó nè. Trong bài này luôn hả? Trên đồi cao của Binance. Móc một thằng nè. Đuốc trên cao luôn á. Xác map boy xanh đó. Bà mày dây bò mới nha. Xà lắm á. Tôi còn 2 cục á, hết rồi đó. Đi nè, tôi đưa bo nè, tôi đưa máu nè. Đi cầu này qua được không ta? Má đi đó bo lúc không kịp. Thôi đi thẳng đi, đừng qua sông. Qua sông nó bắn lại mình kìa. Bơm máu đi, không kịp đâu. Bo đóng rồi. Trời ơi, AWM nữa. Chắc tạch quá. Cục máu cuối nè. Vô kịp hay không thôi. Chạy qua cầu nhỏ. Ừ, qua cầu nhỏ thôi.
Có nguyên cái thính dưới nước à. Thấy luôn à, thấy tụi trên đồi luôn nè. Đồi bên trái á Thành ơi. Mình đi sát nhà này, mình vô nhà đi đi theo ơi. Hai ba thằng trên bên trái á Thành ơi. Nóc thằng nè. Cái thằng anh nóc chết rồi. Nghi ơi, chết rồi Nghi ơi. Trước mặt mình luôn nè Thành ơi. Cái bo tiếp nè. Trời má, cái bo độc thiệt ta. Thôi ông xài luôn đi, ông xài luôn đi. Tôi không có lúc được thằng kia, nó hơi bỏ đi. Bo liếm mày chết nè. Ờ, cái bè. Đi đi qua đường rồi dòng lên nha em. Qua đường đất đỏ rồi dòng lên. Thuyền. Cà phê còn nha em. Dưới chân mình nè. Nó nghe chân rồi, nghe dưới chân mình luôn á, nó nghe rồi. Nè nè em. Anh thấy bò nó, anh thấy rồi. Hai thằng tổng cộng được. Ơi, ai bắn lựu đạn tôi vậy? Hai thằng ngay đá luôn em. Nghi ơi, bên trái Nghi ơi. Chết không luôn. Ba thằng luôn. Quăng cái đạn bắt thằng đi đốc lượng thằng. Trời hỏi té mà con. À đâu thì ta. Nghe thấy lựu đạn lan can rồi mà không biết đâu. Tôi thấy lựu đạn ngay cho cục đá tôi nói luôn á. Nó không biết mình. Nó không biết mình lên. Ờ trên kia còn 3, trên mình còn 3. Máy này bắn xa kinh thiệt. Pháp pháp. Nó không cho mình bắn AKS ta, nó cho mình bắn K98 rồi ha. Nay thứ 6 hả? Lẹ dữ vậy trời. Ờ. Bên anh thứ 6 rồi. Ờ. Nàng Gris sao nó không chơi ta? Gris kit á. Nhậu mà. Nó nhậu mà. Chắc. Ờ. Mấy chai
Ủa, ông nhậu từ chiều giờ không á? Đi. Từ sáng tới giờ không á? Nhật có éo lộn thằng gì? Thằng Gale cũng vậy phải? Ông thấy 1 giờ trưa bên này ông đăng hình này mà. Là 3 giờ chiều bên này. Trời ơi, một rạp trời luôn. Qua kho bên kia kìa, qua kho bên phải kìa. Good luck. Good luck cho mấy bạn trẻ. Chúng kho nhiều lắm em. Rồi cầm sắp lọ luôn nè. Có súng nào khác không trời? Hết hồn. Rồi có máu có gì cho miếng. Tôi không có luôn, tôi có nước à, với lại 10 băng vệ sinh nè. À. Trên lầu 2, trên lầu 2. Lầu 2 cái nhà trắng á. Thành sếp không em? Em sếp, em cho em. Em biết, không sao, sao, có được tên. Em cho an toàn. Má muốn lộn đúc nữa. Nó qua thành ấy Nghi ơi. Tôi thấy nha. Ok, từ nằm đó nha. Tôi chạy ra đây, tôi bọc mình đây. Các bạn sau lưng mình nè. Nghe nè. Vô cái nhà đây nè. Ừ đúng rồi. Quay hàng rào nè. Lên nhà gạt chân nó sao, chạy thẳng lên lầu lên sao gạt chân nó. Đi vô trong nhà. Mày tao đâu có ngu. Tao đâu có ngu. Trên lầu còn thằng á. Ôi, tìm biết to kìa. Tìm một khánh á. À. Mẹ nó xui thiệt chứ. Còn thằng đúng thằng.
Còn ba đứa. Đã hết bị mất âm thanh rồi. Hay hay. Đang chỉnh lại. Nó chỉnh lại. Hồi trước là nhảy sớm kêu là mất âm thanh hết. Có bạn không? Tam bang một team. Tam bang team 4 luôn nha. Không, đạn văng qua em. Không biết tao dùng giờ dùng đạn khác luôn hả? Cái tao dùng đạn chính em. Ôi bây giờ dùng đạn trắng. Tam ba một team 4 nha, cẩn thận nha. Ủa, Thành lúc bên này rồi hả? Có nón không em? Vòng vòng chỗ em có nón không? Rồi thấy nón bên đây rồi. Ờ bên đây có nè. Chảo không dính đây nè. Vậy sao mà đánh qua bên kia hay đánh ở tam bang? Giờ mình đánh lên hay đánh xuống? Nó lộn, đánh lên hay đánh qua trái? Đánh lên lâu đúng không? Thấy thấy, ừ thấy. Nhìn xuống mình kìa. Thấy rồi. Xuống dốc rồi, nó xuống dốc rồi. Xuống dốc bên phải rồi. Đánh vào rune đi, có gì mình vô bo luôn. Ui, trúng luôn hả? Bắn trúng Thành luôn rồi. Nghe cục đá bên phải nghe kìa. Cái chừng rune nó đẩy qua mình nha. Đừng có nói xuôi gì chứ. Mày đó. Mày làm căng giờ. Thôi. Ủa đánh lên luôn hả? Tôi tưởng nó mà run. Ờ trong nhà nó có người. Tôi tưởng chưa có mấy chưa có vô nhà. Hay vậy vô tới nhà nó trọng hai thằng. Ủa. Ê thằng kia công qua anh ơi. Má sao nhiều hướng quá vậy? Lên này đi. À, có thằng ấy đất đá nữa. Nhiều hướng quá.
ngay sát anh nè. Nó xuống kìa. Bên phải em kìa. Bên phải em thấy không? Bên trái nữa kìa. Mộ chết rồi. Ừ. Thằng quỷ kêu ăn bơm giết rồi nó. Nhưng mà vẫn được heal rồi, bây giờ sửa lại rồi. Mấy giây nghỉ chơi game luôn hả? Ừ. Mày có thấy chơi quá. Tại anh Nghi làm gì chứ, giờ phải hỏi anh Nghi nhé. Anh Nghi về Việt Nam làm gì anh Nghi? Ủa gì ha? Rồi qua đâu? Bây giờ anh chỉ gặp Min thôi à. Ồ, Min Diamond, quên. Dạ, không phải may. Bắn. Mời em. Ném gì vô mà anh nghe. Vô chứ. Việt Nam đẩy nhiều. Ở trong kia vắng que vậy. Làm tôi phóng đúng rồi. Nó tôi nhảy xuống rồi. Nó đâu rồi? Có người không? Khu mình có người không? Cái kho này có người hả? Ok em. Giờ nó sửa cái đam khẩu mà OMB với khẩu Vector giống nhau, khác nhau, ngược lại nhau lại luôn mà. Sao em thấy OMB nó giảm đạn lại. Sao bây giờ có 25 viên rồi.
cửa nó bị gì hết, nó cứ mở ra mở vô. Còn lầu nhà chi nè. Lầu 2. Nó còn kêu đạn bậy quá. Kêu đạn bị lỗi. Nó cứu bạn nó. Ủa nó cứu. Nó quăng cái tầm đi đấu như thế nào. Đang có quăng chút tối. Nó làm đi đấu như thế này. Tôi sao tìm nó quăng tối làm gì. Anh này máu không lấy hả anh? Máu anh 4 cục rồi. Chắc đúng bán người này. Phải hành cách. Ồ chắc ba nè. Mẹ mẹ. Tụi chỉ lo lỗ mũi vậy. Đâu ạ? Đâu đến? Tiếng ra chơi.
Mày lâu ba ngồi kia. Chứ đâu chơi không ta? Holy shit, I turn up my mic all the time. Gì em? Ồ, vẫn còn đây. Sao vậy? Anh muốn mic gì là phải vô coi stream của anh ấy, của anh ấy. Ồ, đâu có, anh đâu có chơi, thử anh tắt mic thôi. Bật xe phải chạy vô quần hình, quần xe láo màu gì. Trong nhà anh Thành à? Trong nhà anh Thành hai thằng. Ê, ba thằng nha. Ba thằng nó một thằng nó cầm ở ngoài nữa. Ba thằng nha, có thằng cầm KK. Bốn thằng luôn, có thằng cầm KK nó bốn. VSS thằng hết ta? Đúng rồi, VSS trên núi. Mình vô chốt không người. Ông đã nghe tiếng của ông thằng đó, nó đứng là hết á. Ngủ à? Ngủ anh. Ok. Còn good chưa ông ta? Ao mẹ rồi. Thôi nghỉ luôn, mai làm dáng thứ 6 rồi chơi. Bảy ở nhà ngủ. Vãi nồi. Ok. Mai 6 làm trận phi. Phong trào vậy. Tính hay không? Dạ, dạ. Tính quá hay. Giọng giọng của mình giống giọng ngáo quá. Ok bye mọi người. Ok bye. Bye. Mai đêm khuya.